Về sự riêng của Jack đẩy Thúy Ngân, thái độ của nam ca sĩ khiến netizen ngao ngán. Mới đây, mạng xã hội đã truyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Jack bên ngoài một sự kiện. Cụ thể, giọng ca Hoa Hải Đường được nhiều vệ sĩ riêng tạo vòng vây bảo vệ nghiêm ngặt, dẹp đường để tạo lối đi. Thế nhưng đáng chú ý, xung quanh Jack chẳng có là bao người hâm mộ, thậm chí cũng chẳng có những fan quá khích để phải bảo vệ. Đặc biệt hơn, netizen đã soi ra được chi tiết. Một trong số những vệ sĩ lúc bảo vệ Jack đã đẩy cả đàn chị Thúy Ngân. Bắt gặp tình huống bất ngờ này, Thúy Ngân chỉ cười trừ rồi đứng sang một bên. Ngoài ra, thái độ của Jack khi đi ngang đàn chị Thúy Ngân thì không chào hỏi, cũng chẳng tay bắt mặt mừng, cũng khiến dân mạng lời ra tiếng vào. Bên dưới đoạn clip, đông đảo dân mạng đã để lại bình luận chỉ trích hành động ô dề của vệ sĩ Jack lẫn thái độ của nam ca sĩ khi gặp đàn chị. Cách đây một năm, Jack trở thành cái tên hot nhất mạng xã hội khi được cho là có con với diễn viên Thiên An, song lại không thực hiện thiên chức làm bố mà thờ ơ, chỉ chu cấp mỗi tháng 5 triệu đồng. Sau scandal chấn động showbiz, nam ca sĩ ở ẩn và chỉ mới tái xuất cách đây chưa lâu. Dù vậy, sau gần một năm, làn sóng chỉ trích Jack vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và ngày nam ca sĩ trở lại với ánh hào quang showbiz chắc hẳn sẽ còn khá xa. Còn bạn nghĩ sao về hành động của vệ sĩ của Jack? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.